Vâng, để mời ông Sơn chào bác. Hôm nay em xin phép giới thiệu bộ sản phẩm mới về cửa em, đó chính là bộ sản phẩm máy mài điện mang guitar. Như vừa rồi em có test các bộ sản phẩm, các thấy máy rất là khỏe đó, máy là dòng công suất lớn, rất phù hợp cho các bác làm cắt đá hay là mài galito với cường độ làm việc rất là cao. Máy có thể đáp ứng mọi nhu cầu công việc của các bác nhé. Về máy thì sử dụng cốt bản đá 150, các bác phải lắp đá 125 hoặc 150 phù hợp với từng nhu cầu công việc. Về máy thì bên em cam kết các bác là hàng chuẩn loại 1, tem đúc dập lỗi cho con máy các nhá. Tem đúc dập lỗi đấy ạ. Máy có tem 7 màu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đấy ạ. Máy thì bên em cam kết các bác là 100 mấy đồng. Khi các bác mua hàng bên em ấy, nhận hàng các bác bỏ máy ra kiểm tra, cắt thử các nhá. Bộ sản phẩm này thì là mới về cửa em, thì em mua đại về giá là 1.200.000. 1.200.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác, sản phẩm đầy đủ sẽ là một máy này, đi kèm một cover, một tay cầm, một tháo đá các nhá. Khi các bác mua hàng bên em thì nhận hàng các bác bỏ máy ra kiểm tra, cắt thử rồi mới ngăn tiền. Nếu bất lòng quan tâm thì liên hệ hotline trên màn hình 0978 5214. Sản phẩm thì có phiếu bảo hành cho các bác 12 tháng các nhá. Thì sản phẩm đến tay các bác thì sẽ là một thân máy này. Thân máy thì là sử dụng cốt bản đá 150. Với cốt này thì các bác có thể lắp được đá 150 hoặc một chảo đá 125. Đấy, các bác phải lắp đá 150, 125 để đáp ứng nhu cầu công việc. Về mâm đá thì cũng tháo lắp những dòng đá 100. Khác biệt một chút là có trên thêm một cái gioăng cao su ở giữa này các bác này, giúp các bác để đá mà nó không bị xê dịch, và có thiết kế gân này, gân chống trượt này. Đấy. Như các bác lắp đá mà nó không bị xê dịch. Thế cắt rất là im lưỡi và cắt rất là yên tâm các bác nhé. Đấy. Về tháo lắp thì cũng như là những dòng máy mài điện thông thường, hàng một tấc cũng là bấm vào và tháo các bác nhé. Đấy, có đi kèm tay tháo các bác này, rất là chắc chắn. Tay cầm rất là to, cầm rất là vừa tay. Về máy thì logo được đúc dập lỗ cho con máy này. Tem đúc dập lỗ nhá, chứ không phải tem dán như hàng loại khác. Đấy. Có tem 7 màu. Về máy thì có thông số là máy sử dụng nguồn điện 220. Máy có vòng tua từ 0 cho đến 11.000 vòng trên 1 phút. Máy có công suất là 1.100W. Về công suất 1.100W này là công suất thực không nhé, chứ bên em không báo khống đây, vì có nhiều các bác có mua nhiều lơi ghi là 2.000 mấy, nhưng thật sự không phải, tất cả đều báo khống ấy các nhé. Về máy thì bên em cam kết các bác là 100 mấy đồng. Thì con này được thiết kế rất là gọn, than ở bên ngoài. Khi các bác dùng hết than, các bác chỉ cần lấy cái túi vít hai cạnh xoáy ra để thay than thôi. Đấy. Về than máy thì trên thị trường rất là nhiều, dao động tầm 10 đến 20.000 một bộ than thôi, rất là rẻ. Đấy. Máy thì thiết kế công tắc đuôi như đuôi con máy này. Đấy, công tắc có khóa các nhá. Đây, khóa. Đấy. Máy dòng công suất lớn, cầm rất là đã tay các bạn. Cầm. Về máy thiết kế đuôi đằng sau. Đấy. Đuôi thì cầm rất là vừa tay, máy thì rất là nặng, cầm khá là đầm tay. Dây thì dài khoảng hơn 1 mét. Sau đó có đi kèm cho bác một tay cầm. Tay cầm cover của lưỡi, tay thao đá. Đấy. Và có sách hướng dẫn sử dụng nhá. Sách này thì có tiếng Việt các bạn, có các từ tiếng trên này, có tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Anh. Đấy. Có tiếng Việt cho các bác nhé. Đấy. Vâng, thì vừa rồi em có giới thiệu qua sổ máy mài điện Magita 6020. Thì bộ sổ này là hàng mới về cửa em. Em vừa đãi với giá là 1.200.000. 1.200.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Nhận hàng các bác bỏ máy ra kiểm tra, cắt thử rồi mới hành ăn tiền. Nếu bác nào quan tâm, em hãy hotline trên màn hình 0978 5214. Sản phẩm có phía bảo hành cho các bác 12 tháng nhé. Các bác hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những thông báo về những video mới, những sản phẩm mới chất lượng các nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Chúc các bác có sự lựa chọn thờ nào. Em xin cảm ơn.